Tôi sẽ mách nhỏ cho các bạn những tip để có thể hỗ trợ điều trị sẹo vô cùng rẻ và hiệu quả, không khả quan và không được như mong muốn. Và thực tế thì việc điều trị sẹo không hề dễ dàng, nhưng cũng không phải là quá khó khăn như các bạn nghĩ. Những nguyên tắc vàng phải tuân thủ để có thể điều trị sẹo thành công đó là chúng ta phải điều trị sẹo càng sớm càng tốt, chọn đúng giải pháp, thực hiện đúng phác đồ. Đó là những nguyên tắc bất di bất dịch mà các bạn phải tuân thủ thì mới có thể mong điều trị sẹo thành công. Và cùng với nám thì sẹo được đánh giá là những tổn thương sâu và cực kỳ khó điều trị trên làn da. Vậy nên khi được hỏi về vấn đề điều trị sẹo thì đến 50% số người sẽ cho biết kết quả không khả quan và không được như mong muốn. Và thực tế thì việc điều trị sẹo không hề dễ dàng, nhưng cũng không phải là quá khó khăn như các bạn nghĩ. Và các bạn hãy thử rà soát lại xem mình đã thực hiện đúng nguyên tắc sau đây. Và nếu chưa thì các bạn chắc chắn sẽ có kết quả điều trị sẹo không đúng được như mong muốn của bạn đâu. Và nguyên tắc thứ nhất đó là phải điều trị sẹo càng sớm càng tốt. Bất kỳ một tổn thương nào trên làn da nếu như điều trị càng sớm thì sẽ có hiệu quả càng nhanh và càng cao. Và tương tự như vậy thì việc điều trị sẹo sớm thì sẽ giúp các sản phẩm hoặc là các phương pháp điều trị sẽ có thể dễ dàng phá vỡ mô sợi tế bào gây sẹo ở dưới ngược da. Ngược lại, càng để lâu thì các liên kết giữa các tế bào sẽ càng chặt chẽ thì việc phá vỡ sẹo sẽ càng khó. Và không những thế thì càng lớn tuổi thì khả năng hồi phục của làn da sẽ giảm hẳn và khiến cho việc điều trị sẹo sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt với làn da vừa bị mụn vừa bị sẹo thì nguyên tắc này sẽ càng quan trọng hơn. Việc sờ nắn hay là lấy mụn không đúng cách thì sẽ khiến cho làn da sẽ bị thâm sẹo nặng hơn. Và nhất là với những nốt mụn sưng, mụn mủ thì những tác động đó sẽ gây nên các vết sẹo lồi, sẹo lõm rất là khó điều trị. Và một nguyên nhân sẽ khiến cho tình trạng sẹo sẽ nặng hơn đó là việc vệ sinh da mặt không kỹ càng. Các bạn không nên rửa mặt quá thường xuyên bằng nước nóng và lạm dụng việc trang điểm để che khuyết điểm trên da mặt. Và nguyên tắc thứ ba đó là chọn đúng giải pháp và tuân thủ đúng phác đồ. Và theo các chuyên gia thì việc lựa chọn đúng phương pháp điều trị sẽ ảnh hưởng đến 70% hiệu quả điều trị sẹo. Ví dụ như là những vết sẹo nổi hình thành do quá nhiều sợi mô liên kết được sản xuất khiến cho vùng da bị tổn thương sẽ nhô cao. Và với loại sẹo này thì khi vừa mới hình thành thì có thể dễ dàng được loại bỏ bằng gel hoặc là kem trị sẹo. Và trong khi đó thì sẹo phì đại hoặc là sẹo lồi là dạng sẹo tổn thương lớn hơn và việc điều trị sẽ tương đối phức tạp. Và khi đã chọn được đúng phác đồ, đúng phương pháp điều trị thì chúng ta cần phải tuân thủ đầy đủ đúng phác đồ điều trị. Đó là điều rất là quan trọng. Và nếu như chúng ta sử dụng kem hoặc là gel trị sẹo thì phải dùng đúng liều lượng, số lần, số thời gian. Và còn nếu như công nghệ hiện đại thì cũng phải đầy đủ số lần thực hiện theo phác đồ của bác sĩ đưa ra. Và nguyên tắc thứ tư đó là chăm sóc và bảo vệ làn da đúng cách. Chúng ta cần phải thực hiện chăm sóc da đầy đủ đúng cách sẽ giúp có thể đẩy nhanh quá trình liền sẹo nhanh và làm tránh các tổn thương khác cho làn da và giúp cho làn da sẽ khỏe đẹp hơn. Và việc đầu tiên là phải sử dụng kem chống nắng để có thể bảo vệ cho làn da khỏi tác động từ tia cực tím. Và thứ hai là vệ sinh, làm sạch da hàng ngày theo hướng dẫn. Và thứ ba là không sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc để tránh tác động nhiễm khuẩn và tổn thương cho làn da. Đây là nguyên tắc mà rất nhiều người không thể tuân thủ trong quá trình điều trị. Có thời gian nhất định và để tác động lên vùng da sẹo và đạt được sự chuyển biến rõ rệt. Và đơn giản như là việc áp dụng công nghệ xóa sẹo bằng lăn kim hay là laser thì cũng cần phải đến một vài tuần và với một vài lần điều trị trên làn da thì mới có thể kịp thời thích ứng và tái tạo tế bào da mới được. Và còn việc dùng kem trị sẹo thì ít nhất cũng phải cần đến vài tuần mới có thể thấy được kết quả. Vậy nên chúng ta cần phải kiên trì. Và hiện nay thì có rất là nhiều các phương pháp khác nhau để có thể lựa chọn để mà có thể điều trị sẹo. Và trong đó thì thuốc điều trị sẹo là một trong những phương pháp phổ biến nhất. Tuy nhiên thì việc không dùng đúng loại thuốc cũng như là cách sử dụng sẽ khiến cho việc điều trị sẽ không hiệu quả. Và video này thì Phương sẽ hướng dẫn cách bôi thuốc chống sẹo đúng cách. Thuốc bôi điều trị sẹo là sản phẩm bôi ngoài da có công dụng sẽ hỗ trợ điều trị những loại sẹo như là sẹo rỗ, sẹo thâm, sẹo lõm, sẹo lồi. Và sau khi cơ thể có vết thương thì sẽ kích thích cơ chế tự làm lành vết thương và quá trình sẽ tạo ra những vết sẹo diễn ra trong hai giai đoạn như sau. Đó là vết thương sẽ bị sưng, viêm, kháng khuẩn. Và vết thương dù lớn hay là dù nhỏ thì sẽ đều bị sưng viêm trong giai đoạn đầu sau khi bị thương. Và ở thời điểm này thì vết thương sẽ ửng đỏ, sưng tấy do bạch cầu trong cơ thể sẽ tập trung tại vị trí miệng của vết thương để tiêu diệt những vi khuẩn gây nhiễm trùng.
và từ đó thì cơ thể sẽ tự tạo ra những tế bào và mô da mới nhằm có thể giúp cho vết thương sẽ được chữa lành, và vùng miệng của vết thương sẽ hình thành nên một lớp vải cứng có màu đậm sẫm để ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn từ môi trường của bên ngoài xâm nhập vào vùng da bị tổn thương và tái tạo vùng da bị thương. Và trong quá trình đóng vải thì lớp da non phía bên dưới sẽ cũng đồng thời được hình thành, và cũng thời điểm đó thì lớp vải sẫm màu sẽ được hình thành từ trước sẽ bị bong ra và để lộ rõ lớp da non đang còn trong quá trình hình thành. Và trong quá trình thời gian từ 40 cho đến 60 ngày sau khi lớp vải bong ra cũng là thời gian hình thành. Do nên bôi thuốc điều trị sẹo vào thời điểm vàng này đó là do thời gian này thì vết thương bong tróc lớp vải sẫm màu và bắt đầu lên da non, và tại thời điểm này thì các tế bào da ở phía bên dưới vết thương rất là cần được sự tổng hợp collagen ở mức độ vừa phải để có thể giúp làm lành vết thương và tránh tăng sinh collagen quá mức gây nên hậu quả sẹo lồi. Và đồng thời thì đây cũng là giai đoạn mà vùng vết thương bắt đầu hấp thụ các dưỡng chất cần thiết cho làn da để có thể giúp làn da tái tạo lớp da mới mạnh mẽ nhất. Và cách bôi thuốc chống sẹo để có thể đạt được hiệu quả cao nhất đó là chúng ta phải chọn được loại thuốc điều trị sẹo phù hợp, và nên massage nhẹ nhàng vùng da được bôi thuốc để có thể giúp thuốc sẽ được thẩm thấu vào vết sẹo. Và thường thì thuốc bôi điều trị sẹo thì thường sẽ được chỉ định bôi 2 lần trên một ngày vào buổi sáng và buổi tối sau khi bề mặt vết sẹo được làm sạch. Và thuốc bôi điều trị sẹo nên được sử dụng sau bước hoa serum hoặc là kem dưỡng ẩm trong chu trình dưỡng da, và điều này thì sẽ giúp làn da sẽ được bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết và tăng độ thẩm thấu tốt hơn trong quá trình điều trị sẹo. Và chúng ta nên bôi thuốc điều trị sẹo vào lúc vào thời điểm vàng, ở lúc da non, ở giai đoạn lành thương và đáy sẹo chưa sơ hóa mới hình thành để việc điều trị sẹo sẽ đạt hiệu quả. Thông thường thì sẽ sử dụng các loại thuốc dạng nước hoặc là dạng keo và tránh thoa thuốc trị sẹo ở dạng kem hoặc là dạng mỡ trong giai đoạn này. Nên kết hợp một chế độ ăn uống khoa học, dinh dưỡng và bổ sung nhiều vitamin, vi khoáng chất nhằm có thể giúp đẩy được quá trình liền sẹo và tái tạo da non. Và tuy nhiên thì chúng ta cần phải tránh ăn một số thức ăn như là rau muống, nếp, vì những thực phẩm này thì thường rất là dễ gây sẹo lồi. Và chúng ta cần phải cung cấp đủ nước cho cơ thể nhằm hạn chế sự mất nước ở mô sẹo và bảo vệ vết sẹo tránh khỏi ánh nắng của mặt trời trực tiếp, vì lúc này thì da non mới hình thành nên rất là nhạy cảm, và nếu như cho tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng thì sẽ gây sậm màu da và hình thành sẹo, gây mất thẩm mỹ. Và không nên bôi thuốc điều trị sẹo lệch của thời điểm vàng, tức là bôi thuốc chống sẹo vào lúc vết thương chưa lành hẳn, còn chỗ hở trên da. Và nếu như bôi thuốc trị sẹo trong thời điểm này thì không những là không có tác dụng lành sẹo mà còn có thể gây nhiễm trùng. Hoặc là nếu như chúng ta bôi thuốc chống sẹo sau thời gian hình thành sẹo quá lâu thì sẽ cần phải có thời gian điều trị sẹo lâu hơn thì mới có thể có hiệu quả. Để điều trị sẹo thành công thì việc lựa chọn các loại kem điều trị sẹo phù hợp rất là quan trọng, và Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước để tìm kem trị sẹo phù hợp sẽ giúp các bạn có thể chọn được sản phẩm tốt nhất cho mình. Thứ nhất là các bạn phải xác định được loại sẹo, thuốc nào có thể giúp loại bỏ sẹo mụn. Và thông thường thì có các loại sẹo là sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo rỗ, sẹo thâm. Và tùy từng loại sẹo thì sẽ có loại kem đặc trị sẹo khác nhau. Và bởi vậy cho nên các bạn nên chọn các sản phẩm đặc trị phù hợp với tình trạng da của mình, và tránh các sản phẩm chuyên trị sẹo lồi thì chúng ta lại đi điều trị sẹo lõm, hay là các sản phẩm đặc trị sẹo lõm thì lại dành cho sẹo thâm. Mức độ da bị tổn thương do sẹo và tuổi của sẹo là những yếu tố cần phải cân nhắc giúp các bạn có thể lựa chọn được loại thuốc bôi liền sẹo và phương pháp điều trị phù hợp. Và sẹo mới hình thành thì sẽ có thể mờ nhanh hơn với những vết sẹo đã có từ rất lâu rồi. Và bởi vậy cho nên nếu mới có sẹo thì các bạn hãy nhanh chóng dùng kem trị sẹo. Theo các nghiên cứu thì Vaseline là một trong những phương thuốc hiệu quả và đáng tin cậy, và chúng ta sẽ dùng 3 lần trên một ngày trong vòng từ 1 đến 3 tuần. Và loại kem này sẽ giúp các bạn có thể giữ cho làn da của bạn sẽ được dưỡng ẩm, và dùng tốt nhất cho các vết sẹo lồi, sẹo do thủy đậu, mụn trứng cá và vết rạn da. Đã được sử dụng trong nhiều loại kem vì tính chất điều trị rất là tuyệt vời của nó, và lá lô hội thì có chứa một chất thúc đẩy quá trình tái tạo da và đồng thời sẽ có tác dụng chống viêm và sát trùng trên làn da bị tổn thương. Và nếu các bạn có vết sẹo phì đại và sẹo lồi, thử dùng băng dính cá nhân. Và băng dính cá nhân sẽ có chất dưỡng ẩm cho làn da và bảo vệ làn da khỏi bị vi khuẩn. Và kết quả là mô sẹo sẽ láng và mềm hơn. Có thể bắt đầu sử dụng miếng băng dán cá nhân 2 lần trên một tuần sau khi vết thương lành lại, từ 12 cho đến 24 giờ một ngày trong ít nhất là 2 tháng. Tinh dầu nói chung sẽ thúc đẩy hỗ trợ làm tăng sinh collagen và mang tính chất đó là sát khuẩn, chống viêm và làm se và có thể chữa bệnh. Và tinh dầu gỗ đàn hương và hoa oải hương đặc biệt là có thể hỗ trợ quá trình chữa bệnh và tái tạo da nếu như chúng ta sử dụng thường xuyên.
và thử dùng các loại dầu này trên vết sẹo thì các bạn sẽ thấy được kết quả. Một cách tuyệt vời để có thể giúp vết sẹo trên da của bạn sẽ lành nhanh hơn đó là cố gắng xoa bóp vùng bị sẹo với kem dưỡng da. Và nếu như bạn nhẹ nhàng massage vết sẹo trong vòng từ 15 cho đến 30 giây, làm vài lần trên một ngày thì nó sẽ có thể giúp phá vỡ các dải collagen dày đặc bên dưới da, và cách này sẽ tốt nhất cho vùng sẹo lồi, vết sẹo do mổ lấy thai và các vết sẹo phẫu thuật khác. Nếu các bạn muốn vết sẹo nhanh biến mất thì đừng bao giờ để cho vùng da tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím, và điều này sẽ làm chậm quá trình tái tạo và gây ra các đốm đen trên da. Và luôn luôn sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 15 hoặc là cao hơn, và cách này sẽ tốt cho tất cả các loại sẹo và đặc biệt là mụn trứng cá. Dầu ô liu giàu vitamin quan trọng giúp thúc đẩy quá trình lành các vết sẹo mụn và giữ cho làn da sẽ được dưỡng ẩm và nuôi dưỡng. Và chúng ta hãy thử xoa bóp vết sẹo bằng dầu ô liu hoặc là dầu dừa trong vòng từ 5 cho đến 10 phút vài lần trên một ngày cho đến khi mà đạt được kết quả như mong muốn. Để thúc đẩy cho quá trình tổng hợp collagen, làn da của chúng ta cần vitamin C và nó cũng có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của làn da, làm giảm mẩn đỏ và thúc đẩy quá trình lành vết thương. Và bổ sung vitamin C sẽ tốt nhất cho làn da bị sẹo do mụn hay là vết sẹo do phẫu thuật.